Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đang tăng nhanh hơn dự kiến, khiến chính phủ quyết định chuyển đổi cơ chế y tế để các ca mắc thông thường không thuộc nhóm rủi ro cao có thể tự quản lý sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, bất chấp tốc độ lây lan nhanh của biến thể Omicron, chính phủ quyết định vẫn giữ nguyên tắc cho học sinh đến trường trở lại bình thường từ học kỳ mới. Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống giám sát điều trị tại nhà sửa đổi từ ngày 10 tháng 2 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, người trên 60 tuổi và người thuộc nhóm quản lý tập trung được kê thuốc điều trị dạng uống và sẽ được giám sát sức khỏe hai lần một ngày như hiện tại và được cung cấp bộ thuốc điều trị tại nhà. Các bệnh nhân thông thường khác sẽ phải tự liên lạc tới cơ sở y tế để được điều trị trong trường hợp có triệu chứng, không được cung cấp bộ thuốc điều trị tại nhà. Trong gia đình nếu có ca mắc COVID-19, nhưng những thành viên còn lại nếu đã tiêm phòng xong vaccine thì không bị cách ly tại nhà. Mặt khác, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố sẽ giữ nguyên tắc để học sinh quay trở lại trường bình thường trong học kỳ mới tuy nhiên bộ giáo dục quyết định tăng quyền tự quyết về tổ chức học tập tùy theo tình hình mỗi trường tiêu chí quyết định là số ca nhiễm mới trong học sinh và tỷ lệ học sinh tạm ngừng đến trường dựa trên hai tiêu chí này trường có thể lựa chọn bốn phương án là vẫn cho học sinh tới trường bình thường cho học sinh tới trường nhưng hạn chế một phần hoạt động ngoại khóa tổ chức học tập trực tuyến một phần tổ chức học tập trực tuyến toàn bộ. Ngoài ra, hệ thống phòng dịch tại trường học cũng sẽ có sự thay đổi. Nếu phát sinh ca mắc COVID-19 trong trường, trường sẽ tự tiến hành phân loại những người tiếp xúc gần và được hỗ trợ về xét nghiệm.